Chào các bạn, bây giờ mình sẽ đi hướng dẫn cho các bạn tìm cái lỗ lươn. Đây là cái ao này. Ao dòng muống nhé. Đây, thì ở dưới đây là có một, các bạn thấy chưa, đây đây có một cái lỗ lươn này đấy, đây là một cái lỗ lươn này, nước đây, đây cũng rất nhiều lỗ lươn đây như các bạn thấy. Thường như lươn thì hay ở các cái ao bèo, ao bèo rồi cây mùng đấy, các cái hồ thường như là ở ruộng thì nhiều, nhưng mà để có lươn to thì các bạn phải nên ra các cái ao lớn, ao gần cánh đồng ấy. Tại vì lươn nó hay đẻ sinh sôi ở đấy thì một số các cái ao mà lươn nó vào trong hồ từ ruộng vào ấy là nó đẻ ở trên, nó sinh sôi ở trong cái hồ đấy. Nhưng mà các cái ao mà mới đào ấy thì thường như không có, bởi vì lươn không đẻ ở đấy. Với lại lươn giống không có. Nếu như nhà nào mà họ mua lươn về ấy, họ thả xuống ấy, thì tin chắc là sẽ có lươn. Bây giờ mình sẽ đi tiếp nhé. Đây mình thấy ở đây. Đây có một cái hang rất lớn này. Hang rất lớn nhé. Trước mình với lại ông anh nữa dùng kích điện ở đây thì có một con lươn to phải tầm 5 lạng ấy nó phóng ra, nhưng mà do là mình không ấy được. À, đây có một con chim đấy, các bạn thấy chưa, có một con chim đấy, con chim vừa bay ở đây, chắc là nó làm tổ ở đây. Hay quá, hôm nay gặp được một con chú chim. Chim này thì mình ở quê mình gọi là cò lửa, bởi vì màu lông của nó màu tí tí á. Chúng ta sẽ đi tiếp để kiểm tra lỗ lươn nhé. Đây, các bạn thấy chưa? Đây, đấy, đây cũng là một cái lỗ lươn. Nước rất trong. Đây. Đây. Lỗ lươn đây. Đấy. Lùi lên tí nữa nhé, xem. Lỗ lươn dễ tìm lắm, nó gần ngay cạnh mặt nước thôi. Đây cũng là một cái lỗ lươn này. Các bạn thấy chưa, nước rất trong.
Nhưng mà khi các bạn cho mồi vào, khi các bạn cho mồi thật sâu vào ấy, thì lươn lúc này nó sẽ ăn. Và các bạn chỉ việc kéo lên thôi. Vì vậy là nếu như các bạn nào mà một câu gọi là câu công nghiệp ấy, thì các bạn có thể là dùng cái lưỡi, xong rồi buộc một một đầu có lưỡi câu gắn giun, mà một đầu có que cặm ấy, để khi mà các bạn đi câu nơi khác ấy, thì các bạn có thể luồn cái dây đó vào, và đợi khi mà lươn nó ăn xong ấy, thì sau các bạn quay lại, các bạn chỉ lôi việc lôi lươn lên thôi. Lươn thì nó hám mồi lắm, lươn hám mồi, nó ăn nó không không không, không chịu nhả đâu. Chỉ như là trường hợp mà lươn quá tinh danh như này. Đây cũng thế này, đây có một cái lỗ này. Lươn lươn bé, lỗ lươn bé thôi. Đấy. Các bạn nào mà ở Hà Nội ấy, hay là ở các cái thành phố nào mà có cái ở gần gần cạnh mà có ao hồ ấy, thì thời gian rảnh khi mà sau những ngày làm việc mệt nhọc, các bạn có thể được đi câu cá, hoặc là có thể là đi tìm các cái ao bèo như này để câu lươn. Trong này thì cũng nhiều nhiều đấy bác, nhưng mà cháu nghĩ là trong cái góc kia có cái bụi Vì gió mùng kìa, cỏ nha. gió mùng kìa, hay nhiều lắm. À, trong đống bãi trong hả? Vâng, cái đất đến lúc nó mùn ấy, còn ở đây gạch đá nó nhiều lắm, Ừ. khó. Có một ngoài thì đúng là khó. Ừ. Không biết cái gì ào kìa chú khoai đấy, cũng may may. Trước là con câu ở đấy cũng mấy con to phết. Cho lại kia cho xem. Chưa anh em thính rồi. Đây ao bèo này, ao bèo thì rất nhiều, nhưng mà để mà tìm được lỗ lươn thì phải chịu khó lật các cái này lên. Lươn nó cũng làm tổ sâu lắm. Đây này, đây cũng có một cái lỗ này. Đấy. Đấy, nước trong trong veo veo on trong đấy. Lươn dễ tìm lắm. Đây là lỗ cua. Vì sao gọi là lỗ cua? Vì là cua nó hay làm tổ, nó hay đào hang đấy. Thì cái đất ở đây nó mới mới này, nó cuộn cuộn, nó đùn lên đấy. Nhìn lỗ nó đẹp lắm. Ở đây gọi là cái mà này. Cái mà mình phân biệt giữa lỗ cua này. Đây cũng là một lỗ này. Đấy. Lỗ đây này. Này sợi thanh vàng nè, trời dưới sâu quá này. Vâng. Xem gì này, kia này đấy, Đấy đấy. như này, ừ, cái gì này. Như cái này mình Đấy. mới là Lỗ lươn nó hay nằm ở đây tổ này. tổ Đây đây. này. Ừ. Tổ này. Đấy xem có lỗ rồi. Đấy. Đây ờ đấy Đấy, đây là ừ. một lỗ lươn này. Rồi Đấy. ơi trăm 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 Đấy, đúng đấy. rồi Đây là một lỗ lươn này. Xem ơi chú kia đây, nhìn quanh ở đây nhé. cái con nơi này mình cũng thích câu cho con mẹ luôn tại cái dãy kia ở độ 3-4 mét nó mẹ nó 4-5 nó có to đây thì không có. không có chứ tổ này trong thấy rồi Đây trong khu này thì rất nhiều. Đây này này đấy, đây xem cái gì ở chỗ đây
Vâng. Chưa cần, chưa cần. Để xem đi. Để chịu khó xem đi. Đất này nổi này. Chưa có gì. Đấy. Đấy cái chỗ đây này. Đấy con lên nổ nước vậy. Nổ nước đây này. Đây đây cũng một lỗ đấy, rồi lên bới vài vài lỗ trong là câu thể đấy, lỗ lên rất dễ, rất dễ tìm. Các lỗ như kiểu này có cái vùng đất mùng này, mùng mình này tìm là hay dễ có lắm đây. Đây nước sùi như này này, nước mạch đấy, nước mạch như này đấy, tác động như vậy.